Nguyên đán, anh Nguyễn Văn Thanh, 32 tuổi, giám đốc một công ty, tên bệnh nhân đã thay đổi, thường xuyên tham gia vào các buổi tất niên từ công ty đến khách hàng, đối tác tổ chức. Sau nhiều ngày ăn nhậu liên tục, bệnh nhân đột ngột bị đau bụng dữ dội, cơn đau tăng dần kèm theo nôn nói. Cả gia đình cho rằng anh đã bị ngộ độc thực phẩm nên đưa vào viện cấp cứu. Cách đây một tuần, anh được các bác sĩ tuyến dưới chuyển lên trung tâm cấp cứu A9, bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Các bác sĩ chẩn đoán người đàn ông này bị viêm tụy cấp thể hoại tử nên buộc phải phẫu thuật. Sau ca mổ, bệnh nhân được điều trị tại trung tâm hồi sức tích cực. Theo các bác sĩ, nếu như trước đây bệnh nhân bị viêm tụy cấp thường do ký sinh trùng sỏi gây ra, hiện nay nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng này là do uống rượu bia, ăn chất béo. Giáo sư Nguyễn Gia Bình, nguyên giám đốc trung tâm hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, ông cũng không hiểu tại sao hiện nay tình trạng liên hoan nhậu nhẹt lại nhiều như vậy. Có nhiều người vào cấp cứu khi nhậu liên tiếp một tuần, chưa có bữa nào ăn bình thường. Nghiêm trọng hơn, khi vào bệnh viện, nhiều người đã rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh. Đối với bệnh nhân Thanh, nguy cơ tử vong lên tới 70%. May mắn, bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời. Khi lọc máu, các bác sĩ cũng rất bất ngờ vì túi dịch đông đặc máu rất cao. Theo Phó Giáo sư Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, giai đoạn từ cuối tháng 12 âm lịch đến hết tháng Giêng, trong số bệnh nhân nhập viện, ngoài các bệnh về truyền nhiễm viêm phổi, số lượng người cấp cứu về viêm tụy cấp tăng lên đáng kể. Khai thác thông tin từ các bệnh nhân, bác sĩ nhận thấy điểm chung là ăn nhậu quá độ, nhiều bệnh nhân còn rất trẻ cũng cấp cứu về viêm tụy cấp. Theo các bác sĩ, viêm tụy cấp là tình trạng viêm và tự hủy mô tụy cấp tính. Trước đây nguy cơ tử vong của căn bệnh này lên tới 50%. Hiện nay bệnh nhân được điều trị tích cực bằng lọc máu và các biện pháp khác nên tỷ lệ tử vong thấp hơn. Tuy nhiên, nếu phát hiện muộn, nguy cơ tử vong cũng rất lớn. Dấu hiệu chính để nhận biết viêm tụy cấp bao gồm: đau bụng, người bệnh đau bụng dữ dội, đau sau khi ăn, đau vùng thượng vị, dễ nhầm lẫn với đau dạ dày, đau quặn, có thể thường xuyên ngang thắt lưng. Buồn nôn, các triệu chứng nôn nói, buồn nôn tăng lên, bí trung đại tiện. Sốt vì đau bụng nhiều kèm theo nôn nói. Vì vậy, sau khi liên hoan, người có tiền sử tăng mỡ máu cần phải lưu ý tới những biểu hiện của bệnh viêm tụy cấp để đến cơ sở y tế ngay khi có những dấu hiệu bất thường. Không nên chờ đợi ở nhà, tự uống thuốc giảm đau, bởi bệnh nhân không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn tới tử vong, suy đa tạng. Để phòng bệnh, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần có thói quen ăn uống lành mạnh, tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia. Với những người có tiền sử tăng mỡ máu, đặc biệt là tăng triglycerides, cần phải cẩn trọng với viêm tụy cấp. Theo các bác sĩ, hiện nay ngày càng nhiều trường hợp nhập viện vì viêm tụy cấp và nguyên nhân là do uống rượu bia quá nhiều. Theo ghi nhận tại khoa hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai, chỉ tính riêng trong tháng 12 năm 2023, trong khoa đã điều trị 8 bệnh nhân bị viêm tụy cấp. Đa số các bệnh nhân đều trong tình trạng rất nặng, tổn thương ở phổi, thận, suy gan, trụy mạch, rối loạn đông máu. Tập thể y bác sĩ đã phải điều trị tích cực để cứu sống những bệnh nhân này. Điển hình là trường hợp của anh Nguyễn Văn Tê, 52 tuổi, ở Sơn Động, Bắc Giang, là một trong nhiều bệnh nhân viêm tụy cấp nặng với biến chứng suy đa tạng do rượu. Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, anh Tê rất hay uống rượu. 10 năm nay, mỗi ngày anh uống hết khoảng 500ml đến 1 tí rượu. Vào ngày 14 tháng 11 năm 2023, khi đang ở đám cưới, anh Tê xuất hiện đau bụng vùng thượng vị, sau đó lan rộng ra khắp bụng, bụng đau dữ dội kèm theo buồn nôn. Người nhà đã đưa bệnh nhân đến khám tại bệnh viện huyện và được các bác sĩ chẩn đoán viêm tụy cấp. Đến ngày 16 tháng 11 năm 2023, tình trạng bệnh nhân không đỡ nên đã chuyển lên khoa hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai. Tại bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng, khó thở, suy đa tạng. Bệnh nhân có diễn biến xấu, suy hô hấp tăng lên, các bác sĩ phải tiến hành đặt ống nội khí quản và lọc máu liên tục. Sau 2 ngày, tình trạng bệnh nhân đã cải thiện, tuy nhiên vẫn còn suy hô hấp, cần phải thở máy. Theo các bác sĩ, viêm tụy cấp thường xảy ra do uống rượu bia quá nhiều, chiếm tới 60-70% số bệnh nhân mắc viêm tụy cấp ở Việt Nam. Trong thể viêm tụy cấp nặng, bệnh nhân có biểu hiện cảnh báo ở nhiều cơ quan, sốc, suy hô hấp, suy thận. Nếu không được điều trị sớm ở mức độ nặng, bệnh có thể diễn biến phức tạp, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao 20-50% trong số bệnh nhân cảnh báo suy đa tạng, nhiễm trùng thứ phát. Với trường hợp bệnh nhân T nói trên là một thể rất nặng trong viêm tụy cấp, dễ dàng tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Bệnh viêm tụy cấp rất dễ tái phát vì người bệnh dù ra viện vẫn phải gắng sức giữ gìn, tái khám định kỳ và theo dõi chặt chẽ. Nhiều trường hợp sau khi về, bệnh nhân ăn uống kém đi, đi ngoài phân sống, do bị hoại tử nên ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Một số người lại mắc đái tháo đường do viêm tụy. Bệnh nhân cũng có thể gặp những biến chứng liên quan đến viêm tụy cấp mãn tính như đái tháo đường, hình thành các năng giả ở trong tụy. Vì vậy, cứu được người bệnh nhân là một thành công, nhưng nếu ngay từ đầu người bệnh không uống rượu thì sẽ hạn chế được khả năng viêm tụy cấp, hạn chế được việc tổn thương, không thể hồi phục nhiều cơ quan trong cơ thể. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra viêm tụy cấp, nhưng điều đáng nói ở đây đó là người bệnh dùng quá nhiều rượu bia trong một thời gian dài.
Một nguyên nhân cũng có xu hướng tăng là do rối loạn mỡ máu, tăng triglycerides. Người bị béo phì hoặc uống rượu bia có nguy cơ cao bị tăng mỡ máu. Do vậy, cách phòng ngừa viêm tụy cấp hữu hiệu là hạn chế uống rượu bia. Triệu chứng của viêm tụy cấp có thể xảy ra hết sức cấp tính, đột ngột và diễn biến phức tạp, có thể là những dấu hiệu ngoại khoa xen lẫn đặc biệt ở trong viêm tụy cấp và thể hoại tử. Bệnh viêm tụy cấp có biểu hiện đau bụng xuất hiện gần như 100% các trường hợp. Điển hình là cơn đau bụng xuất hiện đột ngột, dữ dội ở vùng chân rốn lan lên ngực, sang bên hai bên mạn sườn, xiên sau lưng. Đau dữ dội nhất là vài giờ và kéo dài nhiều giờ, nhất là người béo sau khi dùng nhiều rượu bia, thịt, xong có khi khởi phát tự nhiên. Nôn cũng là biểu hiện với đau, xảy ra khoảng 70-80% các trường hợp. Sau nôn, đau vẫn không tiên giảm, bí trung đại tiện ra tình trạng liệt duyệt ở cơ năng. Các biểu hiện này rất dễ nhầm lẫn với các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa và bệnh nhân thường nhập viện muộn, nguy cơ tử vong rất cao. Chính vì vậy, cần phải hạn chế uống rượu bia để phòng bệnh, đây là một việc làm rất cần thiết. Cũng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, các bác sĩ cho biết cũng đã tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân nhập viện để viêm tụy cấp. Theo ước tính, có khoảng 70% các trường hợp nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đều lạm dụng rượu bia. Điển hình là trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Thế Hát, 56 tuổi, có tiền sử nghiện rượu nhiều năm liền, vào viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, vùng thượng vị, buồn nôn, nôn, bí trung đại tiện. Trước đó, người bệnh đã vào trung tâm y tế huyện Tam Nông. Đến khi tình trạng diễn biến nặng, người bệnh được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại khoa hồi sức tích cực chống độc, qua khai thác các triệu chứng và tiền sử, người bệnh được chỉ định chụp CT ổ bụng và làm các xét nghiệm cần thiết. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị viêm tụy cấp rất nặng. Tại đây, người bệnh được điều trị hồi sức tích cực, truyền dịch, thay huyết tương, lọc máu liên tục. Sau 3 ngày điều trị tích cực, dẫn lưu được 2.000 ml dịch viêm hoại tử, người bệnh đã qua cơn nguy kịch. Theo các bác sĩ, các triệu chứng điển hình của viêm tụy cấp thường xuất hiện sau khi uống rượu bia như đau bụng một cách đột ngột vùng thượng vị, đau liên tục, dữ dội kéo dài nhiều giờ. Bên cạnh đó sẽ kèm theo buồn nôn, nôn, bí trung đại tiện, bụng trướng và đầy tức khó chịu. Ngoài ra, bệnh có thể tiến triển tới những biểu hiện như khó thở, đau do tràn dịch màng bụng, màng phổi, nặng hơn có thể gây sốc nhiễm trùng, nhiễm độc, suy đa tạng, suy hô hấp, suy thận, suy gan. Nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời, tỷ lệ người bệnh tử vong sẽ rất cao. Chia sẻ bệnh viêm tụy cấp, bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Mạnh Cường, trưởng khoa nội hô hấp tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết. Viêm tụy cấp thì là một cái bệnh lý cấp tính, nó phản ứng viêm cấp tính ở vùng tụy. Thế thì có biểu hiện ở nhiều mức độ khác nhau. Thì mức độ nhẹ thì bệnh nhân thường thường điều trị trong thời gian ngắn ngày và ra viện sớm, ít để lại biến chứng. Thế còn những mức độ nặng thì bệnh nhân thường thường có diễn biến bệnh sẽ rất là phức tạp và thường để lại nhiều biến chứng, thậm chí có thể nguy cơ tử vong. Thì cái tỷ lệ tử vong của những bệnh nhân viêm tụy cấp nặng thì chiếm khoảng từ 20-50% trong số bệnh nhân viêm tụy nhập viện. Với nguyên nhân ấy, thì trong nguyên nhân cái viêm tụy cấp thì có rất nhiều nguyên nhân. Thế thì hàng đầu người ta thấy rằng là đó là nguyên nhân về rượu. Cái này thì chiếm khoảng 70% so với nguyên nhân gây viêm tụy cấp. Thế và ở Việt Nam thì nó là số 1. Thứ hai là các nguyên nhân về cơ học, ví dụ như là bệnh nhân bị sỏi mật hoặc là sỏi tụy, nguyên nhân hay gặp. Thế và một số nguyên nhân khác cũng hay gặp là rối loạn chuyển hóa. Thì ở đây thì điển hình chính là viêm tụy cấp do tăng triglycerides. Đấy là cái mà hay gặp, thì chiếm tỷ lệ khoảng từ 1-14% các nguyên nhân mà gây viêm tụy. Bệnh nhân cũng có các triệu chứng của bệnh nhân viêm tụy bình thường, đó là có bệnh nhân có đau bụng, gọi là có nôn, rồi là có xét nghiệm máu thì cái chỉ số các cái men tụy tăng cao gấp 3 lần so bình thường. Xét nghiệm triglycerides tăng trên 11,3 mmol trên lít, và đặc biệt là kết quả chụp CT các lớp vi tính ở bụng thì nó có hình ảnh của viêm tụy cấp. Đấy, lâm sàng ở đây điển hình đó là gì? Bệnh nhân có đau bụng, đặc biệt là đau bụng ở vùng thượng vị. Thế rồi là đau nó xảy ra một cách rất là đột ngột, đau dữ dội, đau liên tục và người bệnh người ta cảm thấy là người ta không thể chịu nổi. Đấy. Cái thứ hai là người ta có thể là kèm theo là nôn. Đấy, nôn thì có những trường hợp bệnh nhân nôn rất là nhiều. Nôn ban đầu thì nôn ra thức ăn, sau đó thì là nôn chỉ nôn ra dịch thôi. Thế và cái nôn đấy của người ta thì có những trường hợp nôn xong thì đỡ đau bụng, nhưng một số trường hợp thì không đỡ. Đấy. Thứ ba nữa là gì? Bụng người ta cứ trướng to lên do nguyên nhân là ruột nó bị liệt, ruột và nó không tạo một nhu động, để hơi nó không thông được, thì do đó bụng nó trướng căng lên. Đấy, kèm theo là xét nghiệm máu thì là cái chỉ số mỡ máu triglycerides tăng cao trên 11,3 mmol trên lít, và các cái men tụy ví dụ như men amylasa hoặc men lipasa là cũng tăng cao gấp 3 lần so với bình thường. Thì tất cả những cái đấy là nó kèm theo là mình vào viện mình chụp các lớp vi tính ổ bụng thì thấy cái hình ảnh của viêm tụy cấp, thì khi đấy mình sẽ khẳng định là bệnh nhân là viêm tụy cấp.